toàn bộ quá diễn giả ra tình huống tai giả này đã được camera bình yên nhà dân đánh dấu được. Theo đó, một đàn chó khoảng hốt bốn con được thả rong, không rọi mỏng, bất thần lao ra đường, đuổi theo một người chỉ huy xe máy đi ngang qua. Có lẽ vì quá quảng hốt quảng hốt trước sự hiện ra của đàn chó giữ, người đi xe máy đã không giữ dững được tay lái, trượt xuống đường. Tại hiện trường, chiếc xe đã dâng xa xôi nặng nhân khoảng hốt 1 mét. Theo dõi đoạn clip, nhiều người không khỏi toát mồ hôi lạnh và báo cáo chỉ trích chủ nhân của những chú chó này. Không những được thả rông, những con chó này còn không được rọ mỏm, gây gian nguy cho người đi đường. May mắn là vụ việc trong đoạn clip dưới đây không để lại thành tựu quá nghiêm trọng. Đàn chó lao ra đường, truy đuổi người chạy xe máy ngang qua.